Okay, no hay chingo, okay. De plama. De plama. Rất là to. Rất là tiện nghi và được một cái là ngay kém cái view của mình ngay trước nó rất là thoáng đãng. Đây, đây là cái dưới sảnh đây nè. Bây giờ là trời của Kyoto đang mưa. Đây, bây giờ sẽ giới thiệu cho mọi người cái restroom nha. Đây là phòng tắm. To lắm. To lắm. Đấy, này cho hai người ngồi khỏi giành nhau. Đây cái chỗ thay đồ và ủi đồ đây này. Thế là mình đã đi lên đường. Đã đi lên đường liều.